Xin chào tất cả các anh em ở Xuân Phú nhá. Nay đi thăm cái vườn dổi ở trên E Tân đây. Chúng tôi đi cùng với các chuyên gia về nông nghiệp. Đây, đây là cây dổi ghép nhá. Bác xem đây cây dổi ghép này được chủ vườn giới thiệu. Và chủ vườn giới thiệu là cái cây này mới hơn 20 tháng rồi, to này đấy. Em nhìn thấy là cái cây đây là cái cây dổi mà trồng mới hơn 20 tháng. Theo chủ vườn giới thiệu là cũng một số cây là chuẩn bị bắn đọt ra hoa rồi. Sẽ đưa anh em về cái vườn cái cây mà đã có trái nhé, để anh em coi. Còn cây dổi này là được chủ vườn giới thiệu là mới trồng được chưa được một năm. Tôi sẽ đưa anh em đến tham quan cây dổi có trái nha. Vâng, còn đây là vườn ươm dổi và ghép các giống dổi. Đây anh coi. Thì cũng chưa thấy chủ nhà ở đây nên chốc nữa sẽ hỏi giá và xem là cây giống như thế nào, thì chốc nữa tôi sẽ quay cho anh em coi. Và bây giờ sẽ dẫn anh em đi tham quan cái cây dổi có trái nhé. Mới trồng thì chưa ra hoa. Cây này được 3 năm chưa anh? Chưa được 2 năm cây dổi này. Dổi cũng nhiều loại luôn. Đâu cái mắt nào ra quả đâu. Đây phải những cái mắt này ra quả không nhỉ? Tròn tròn đây hả? À, cái mắt nó tròn tròn này là nó ra chuẩn bị ra quả. Cái này được tháng 10 ấy. Những cái nụ tròn tròn đây anh. Là cái nụ hoa đây à? Hoa đây. À. Ủa thế này thì chắc sai lắm nhỉ. À, nó tròn tròn. Ờ, những cái nụ hoa tròn tròn đấy. Cây này là được 2 năm rưỡi. Cao nhỉ. Cây này cao tầm một khoảng 4 mét. Đất này đẹp thế. Đất này đất đỏ đẹp quá. Rồi thì người ta nói là có cái giống mà bảo là ăn nó đắng, còn có giống bảo nó thơm lắm, mà cái hạt thì có loại thì hạt to, loại hạt nhỏ này. À, cái này đang chuẩn bị ra quả. Ô thêm 1 năm 2 vụ luôn à. Hiện tại thì giá hạt dổi ở ngoài quê thì nó có sự này mà ra quả thì rất là sai rồi. Cái này chưa phun bao giờ. Cái này không cần phun lúc sâu hả? Thấy có quan sâu quan đấy ấy thì
À, cây này là nó giống ở đây chứ không phải ngoài quê. Không, cây này là giống ngoài quê đấy. Nhưng mà à, cây này đấy, đây cây rất to này, là lấy chồi ở đây để ghép ra. Cây dồi nó rất to này. Xem nhé, rồi ở E Tân huyện Cà Rông Mang. Rồi rất là đắt. Đây có thêm cái mô hình trồng bí cho neo giàn nữa này này. Bí ngô cho neo giàn. Đây này. Hay xào. Xào tỏi. Nhìn ra món ăn ngay. Đây cái này chuẩn bị ra hoa. Trắng trắng này là chuẩn bị ra hoa này. Ở đây trồng bên dưới là toàn bộ nạc dại để giữ ẩm cho đất. Ở đây là cái giống dổi mua tại Buôn Mê Thuột. Đây, cây dồi này là mua tại Buôn Mê Thuột này, giống dồi không phải giống dồi ngoài Hải Sơn Hòa Bình. Lá nó bị xoăn. Những cây dồi này là được trồng với khu vực hai năm. Vườn này trồng sen bí. Trồng sen bí ngô, họ đã bắt dàn cho neo, dàn lên cho bí ngô neo này. Thì neo dàn thì bí ngô không bị nám, không bị tiếp xúc với đất nên ít bệnh. Neo dàn thì trái rất là đẹp. Ui. Cái gì à? Mô hình rất là mô hình đặc biệt. Đây cái mô hình trồng bí. Mô hình anh em học tập nhá. Công nông của nhà mà không dùng đến thì mang ra để ngoài ruộng trồng bí lên. Mô hình tuyệt vời đấy. Công nông cho bí neo. Quả rất là sai. Mình được mấy trăm cây rồi ở đây hả anh? 300 cây kìa. Đây này, đây này cái quả cà. Này khoảng 2 năm nữa thì hốt bạc rồi, 1,5 triệu với 2 triệu ký. Cái rồi mua ở Buôn Mê Thuột về trồng rồi sao nó kiểu nó kiểu bị điên này, đây à? À nó kiểu cái này nó kiểu như kiểu bị dì sắt ấy nhỉ. Vậy là cái giống dổi này giống dổi khác. Đấy, nó giống kiểu nó hơi điên. Thật chị này đẹp thế. Mà tiêu thì cũng chết vợ rồi, điên rồi. Trồng sen dổi
cái sầu riêng. Anh em coi nhé, hôm nay anh em tôi cùng nhau đi tham quan cái vườn dổi để xem cái giống dổi ở trên xã Hiệp Tân, huyện Cầu Năng. Cây dổi này được giới thiệu là trồng mới được hơn 2 năm thôi, cao khoảng 4 mét. Và một số cây đã cho bắt đầu cho nụ hoa. Đây, như cây này cũng có nụ hoa rồi đây, anh em coi nhé. Đây, đấy, nụ hoa này. Khả năng là do ngược sáng, anh em thông cảm nhé. Đây, những cái nụ hoa đây. Đấy, những nụ nó đùn ra giống như hạt gạo. Thì anh em nếu mà hiểu biết về dổi thì chúng ta xem và chúng ta cho ý kiến với comment bên dưới nhé, để chúng tôi biết tìm hiểu thêm về giống dổi. Còn hôm nay thì mới đi xem mô hình trồng cái chỗ khu vực này thì trồng 300 cây. Thì một số cây năm nay là cho bắt đầu cho hoa bói. Rồi, thì sau đây tôi sẽ dẫn anh em về thăm vườn ươm giống dổi. Cái này ương chắc là giống như kiểu ương cà ấy hả? Đây, đây là cái cây dổi ương hạt. À, nhìn rất giống cây cà, nhưng mà cây dổi, dổi thực sinh. Ương cả cái ớt này, công nhận trên này cẩn thận nhỉ, ương cả ớt này.